Rồi chúng ta làm cái câu 2.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa từ Quảng Nam 2023-2024. Đây như sau. Cho 12,4 gam hỗn hợp gồm muối R2CO3 và MCO3. Trong đó khối lượng phân tử của R2CO3 bé hơn MCO3. Cho tác dụng với lượng dư 2Cl, sao vẫn sẽ là hoàn toàn thu được một chất khí duy nhất. Câu A yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng, và câu B xác định kim loại R. Như vậy, cái bước đầu tiên bài toán này, cái khí ở đây chắc chắn là CO2, em tính cho thầy mol CO2 là bằng 0,15 mol. Chúng ta có phương trình này. Đầu tiên em cứ để hai phương trình, nếu mà chúng ta làm không được thì lúc đó chúng ta mới dùng phương án thay đổi, hiểu chưa? Cộng cho HCl. Thu được RCl cộng CO2 cộng H2O. Rồi các bạn có ý tưởng làm câu này hay không? Thầy mời Nghĩa đi. Nghĩa làm câu này như thế nào Nghĩa ơi? Yeah, em làm được câu này không Nghĩa ơi? Nghĩa đâu ta? Em chưa nghĩ em. Khang. Dạ, bài này em bảo toàn carbon, tìm được số mol của hỗn hợp, xong rồi tìm mở trung bình, xong rồi bình luận một thằng sẽ lớn hơn thằng đấy, một thằng bé hơn thằng đấy. Ok, hợp lý. Đó là phương án tối ưu đêm. Và cách để làm bài toán này như sau. Thầy nghe thầy nói. Em cứ gắn mol vô, muốn cái bài toán mà muốn dễ thì cứ gắn mol vô là nhìn thấy liền. Ở đây. Thì chuyện qua đây nó là ở đây. Đúng chưa? Mình có khối lượng của hỗn hợp muối là bằng 12,4 gram. Mà mol hỗn hợp thì đúng bằng mol của CO2. Mà bằng 0,15 mol. Khi đó em có M trung bình của hỗn hợp. Tìm lấy 12,4 chia cho 0,15. Khang tính cho thầy bằng nhiêu này Khang ơi. Dạ, tăng 2,66. 82,66 à. Như vậy từ đây mình sẽ suy ra được cái 82,66, nghe kỹ. Ở trong ngoặc người ta nói rõ này. Bài này không khó đâu em ơi. Cái khối lượng mol thằng này bé hơn khối lượng mol này. Thì bài này chúng ta sẽ cho là 2R C3 sẽ bé hơn thằng kia đúng không? 2R C3, C3 chúng ta là 60. Còn thằng này là M cộng CO3. 60 luôn. Từ đây em sẽ suy ra được R bé hơn bao nhiêu và M chúng ta lớn hơn bao nhiêu, bạn tính cho thầy đây. Tính em ơi. Ủa thầy ơi, đề này kêu tính xác định R thôi mà thầy. Thì mình cứ tìm cái lớn cái bé đây từ từ tính sau hả? Cái này có hai bất đẳng thức mà. Ta chưa kết luận mà em khi nào ta kết luận thì lúc đó mới nói chuyện chứ. Cứ tìm R bé bao nhiêu và M lớn bao nhiêu đi. Rồi chúng ta tìm R tính sau. Mười một phẩy ba ba đúng không em? Tiếp M lớn hơn 2,66. 22,66. Mà bằng hiểu như thế này. Như vậy cái R mà bé hơn thằng này thì chỉ có thể là li ti thôi. Li ti bằng 7. Còn lớn hơn thằng này thì rất là nhiều. Được chưa? Như là canxi 40 nè. Mg24 nè. Pa137 nè. Được chưa? Vân vân. Mà như vậy đây người ta không hỏi R, hỏi M là như vậy. Được chưa em? Và muốn tính khối lượng muối cũng dễ thôi. Thì đây chúng ta là 2x.
Đây là 2y. Đây là x. Đây là y. Chúng ta đi bỏ toàn khối lượng ra qua ha. Cái yêu cầu chúng ta là tính khối lượng mũ thu được sau phẫn là tính khối lượng thằng này đây. Được chưa? Thì bỏ toàn khối lượng thôi. Các bạn theo bạn thì câu này khó hay dễ? Dễ. Tuy nhiên là vì một số bạn vẫn làm chưa, nói chung là thầy vẫn chưa hài lòng với cách làm của bạn lắm, có phần phối lắm. Do đó thầy vẫn muốn nói cụ thể từng câu một luôn. Còn nếu mà các bạn ổn rồi á, thì đợt sau thì mình chỉ nói câu khó thôi. Bạn tính cho thầy mời bằng bao nhiêu? Bao nhiêu mày? 14 Mười phải bốn 05 đúng không năm không? Rồi. Và theo đánh giá thầy đây là một câu hỏi dễ. Rồi, tuy nhiên là muốn dễ thì bạn lên nhớ thầy này. Cái bài toán mà muốn dễ thì chúng ta sẽ gắn mom vào. Vừa để cho số mom mà. Thì chúng ta làm một. Nó đơn giản lắm. Chứ không có gì phải khó cả. Hết sức bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Cứ làm theo đúng đức lý thì đơn gì là sẽ ra.